sáng tác mới của Phương Thảo rất là hay, và làm thì cũng rất là thú vị khi mà được cái nhận lời mời của Thảo. Thảo cho mọi người thoải mái nghĩ về cái ca khúc của mình, hát nó với những cái gì cảm nhận được, và tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái mà cứ độ mở rất là tốt cho một cái tác phẩm mới. Thì đây là sẽ là một cái live show cực kỳ quan trọng trong cuộc đời. Như cô ấy nói, có thể là lần duy nhất cô ấy làm live show. Thảo là một ca sĩ nhưng mà có cái tư duy sáng tác rất là tốt. Đặc biệt là trong chương trình lần này thì giới thiệu một cái mảng tác phẩm của Thảo sáng tác, chúng tôi cho rằng là cũng rất là hiệu quả. Cái khó nhất đó là trong cái quen đấy tạo ra cái lạ. Và ở đây thì có rất nhiều cái điều mới lạ trong cách phối khí, cách dàn dựng về âm nhạc. Nhưng làm sao để người ta vẫn thấy là bóng dáng của Thảo ở đây. Mọi việc đang vào cao điểm rồi. Thảo và tất cả mọi người đều đang rất là háo hức. Lúc này thì Thảo chỉ mong muốn là mọi người hãy đến với Mơ Duyên vào ngày 3 tháng 11. Rất là vui mà háo hức chờ là để được xem trực tiếp ca sĩ Phương Thảo thể hiện trên sân khấu. Hy vọng rằng sẽ được thưởng thức trọn vẹn những cái tâm tư tình cảm của Phương Thảo trong 20 năm ca hát. Rất là hồi hộp và mong rằng live show của Thảo sẽ có những cái kết quả tuyệt vời, không phủ lại cái lòng mong đợi và háo hức của tất cả mọi người, từ người thân đến những khán giả đã yêu quý bạn Phương Thảo. Kính thưa quý vị, có mặt trong khán phòng của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô lúc này là biết bao nhiêu những trái tim yêu âm nhạc, và có cả chúng tôi ở trong đó. Đặc biệt là những trái tim yêu âm nhạc của nhân vật chính trong ngày hôm nay. Cho phép người đồng hành với tôi, Mỹ Lan và Lê Anh, được trân trọng thay mặt cho toàn bộ ekip, tất cả những người bằng tâm sức của mình dành trọn vẹn cho một đêm duy nhất hôm nay, gửi lời cảm tạ đến sự hiện diện của tất cả quý vị. Và xin được bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, trong đời ai cũng có những giấc mơ. Có người mơ giàu sang phú quý, có người thì mơ sức khỏe, mơ sự thành đạt. Và có rất nhiều những giấc mơ khác nhau trong cuộc đời. Nhưng có lẽ có rất nhiều người đã phải bỏ ra rất nhiều sự hy sinh của mình, thậm chí cả sinh mệnh, chỉ để mơ có một chữ thôi. Đó là chữ duyên trong đời. Vậy chữ duyên trong đời dài ngắn thế nào mà khiến con người ta phải quặn đau đến như thế trong từng tích tắc cuộc sống, trong từng trường đoạn cuộc đời? Có thể nói chữ duyên ấy hẳn nhiên đã hằn lên vết nhăn của rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta. Chữ duyên khiến cho tim người nhói đau, mắt người nhòa lệ, môi người run run như một tứ thơ nào đó. Một chữ duyên thôi mà buộc vào đó tất cả hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời này. Và hôm nay, một giấc mơ duyên sẽ được kể. Đó là giấc mơ của một người con gái đẹp, đã đẹp còn tài, đã tài còn sắc. Giống như người xưa đã có câu rằng: lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói, mã hồng đánh ghen. Người con gái ấy đã trải qua đủ mọi chìm nổi, chân chuyên của cái gọi là nhân tình thế thái, để rồi chất chiêu từng giọt cảm xúc, chất chiêu cả hạnh phúc lẫn khổ đau, và cất lên thành tiếng hát. Và khi đó, âm nhạc trở thành nơi chuyên chở cho những trải lòng, cho những đa đoan. Người con gái ấy không ai khác chính là chủ nhân của giấc mơ đặc biệt đêm nay, Phạm Phương Thảo. Và một lần nữa, chúng tôi xin được cảm tạ tất cả quý vị đã có mặt tại đây cùng với chúng tôi mơ những giấc mơ rất đời và rất thực này. Ngay bây giờ thì Mỹ Lan và Lê Anh xin phép được nhường lại sân khấu cho không gian âm nhạc mà quý vị đang chờ đợi. Và xin được bắt đầu câu chuyện âm nhạc của chúng ta bằng giấc mơ của một cô gái xứ Nghệ 16 tuổi ra thủ đô. Và giấc mơ ấy đã chan chứa rất nhiều tình cảm của một thời son trẻ. Thưa quý vị và các bạn, mang theo hành trang của cô gái ấy
là một giọng hát ngọt ngào, chưa từng pha đắng ngắt, một trái tim trong veo, chưa từng biết tổn thương. Và thấm thoát đã 20 năm, Mỹ Lan ạ. 20 năm, cô gái ấy của chúng ta đã bớt những dại khờ, bớt cả những vô tư. Nhưng có lẽ cái nét mộc mạc ẩn chứa sâu trong tâm hồn vẫn còn hiện hiện mãi với cuộc đời, với những giấc mơ và với ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nghe lúa reo như đồng quê hò hẹn, ngắm trắng vàng như nhăn nhủ lòng ta. Kìa lung linh ngọn lúa sương xa, bạn ơi lúa hơi có tay ta. Chữ vụn trông. Chị ơi, mình đi đêm đi tăng thanh dầu mặt. Anh em mình rào vượt đường quê à. Mà tôi nghe nổi rồi, mày ở phân vài bên tế chỗ hạt thấy mà đẹp kỳ đấy. Đi Chị anh em ta đi. Đi đường túi đi, cho tao tìm. Thank you.
được thì đỏ với đây mới hết tình.
vầng trăng tôi làm con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái treo lượn gió. Now
mấy trăm năm hỡi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước sông lớn hát câu đi dòng mà đêm được chính thức giới thiệu cùng quý vị nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Phạm Phương Thảo. Và xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa cho dàn nhạc của chúng ta, dàn ca và dàn múa. Lê Anh và Mỹ Lan chưa có cơ hội giới thiệu họ ở phần đầu chương trình này, phần 1 đã trôi qua. Quý vị thấy thế nào ạ? Lê Anh lại gần hơn được thế nào ạ? Vỗ tay được hơn ạ? Trên tầng 2 thế nào ạ? Tầng 2 thế nào ạ? Ok, xin mời Thảo lên đây. Chúng ta sẽ còn hai chặng đường nữa trong đêm ngày hôm nay. Và quý vị thấy là trong suốt cả phần 1 của chương trình, Thảo chỉ có hát thôi mà chưa hề nói gì cả. Mà Mỹ Lan cũng xin bật mí với quý vị là không biết trong thời gian vừa rồi khoảng một tuần trở lại đây có ai đã gặp Thảo không ạ? Nếu quý vị có gặp Thảo trong khoảng một tuần gần đây, quý vị sẽ thấy là Thảo là bắt tất cả mọi người phải đọc khẩu hình. Bởi vì nhất định là chị ấy sẽ giữ giọng toàn bộ cho một đêm live show mình tỏa sáng. Và trong suốt tất cả tuần vừa qua, chỉ có hát mới làm Thảo cất giọng. Còn lại là tất cả, một là ghi ra giấy, hai là viết tin nhắn, ba là đọc khẩu hình. Thôi nhiệt được rồi. Được mà... rồi, bây giờ sẽ lên tiếng đây. Không để tất cả để dành cho một đêm mơ duyên tuyệt vời nhất. Nên là chị phải cố gắng kiêng như thế. Lan thông cảm nhá. Và bây giờ thì cho Thảo được nói những lời đầu tiên với mọi người. Lời đầu tiên thì Phương Thảo xin được chào mừng tất cả mọi người đã đến để mơ duyên cùng với Thảo đêm nay. Và lời thứ hai, ngay lúc này Thảo muốn được thực sự xin lỗi tất cả quý vị vì đến hôm nay mới có được một đêm nhạc của riêng mình. 20 năm đấy quý vị ạ. 20 năm cho một đêm nhạc. Tôi cũng có một số cái chương trình live show của anh chị em nghệ sĩ cùng lứa với Thảo. Và hơn nữa thì thật sự những cái phút mà nói đến chữ 20 năm này thì ai cũng khóc, ngậm ngùi lắm. Thực sự là cái niềm hạnh phúc lúc này lớn lao vô cùng, rất khó để Thảo có thể nói ra được. Và Thảo xin lỗi là có lẽ sẽ không thể nói đầy đủ được đâu. Nhưng mà Thảo thực sự biết ơn vô cùng, cảm ơn tất cả mọi người đã đến cùng với Thảo đêm hôm nay. Tất cả đều là một chữ duyên đã đi cùng Thảo từ rất nhiều năm, ít nhất là 36 năm, năm nay đã hơn 36 xuân rồi. Vâng, đã ít nhất là 36 năm và cũng có cả những người bạn mới, có cả những quý vị khán giả chưa từng gặp mặt nhưng vẫn yêu thương gửi cho Thảo những dòng tin nhắn mua vé để ủng hộ cho live show. Đó là một thành công trong cuộc đời làm nghệ thuật của Thảo. Xin được biết ơn vô cùng. Và ngay lúc này thì Thảo sẽ còn một chặng đường dài ở phía trước nữa để mà chúng ta tri ân khán giả của mình. Nhưng Lê Anh muốn hỏi Thảo một câu rất ngắn thôi để Thảo tập trung cho phần sau của chương trình này, là ở thời khắc này Thảo đang nghĩ đến ai? Lúc này Thảo thực sự, tất nhiên là đứng trước tất cả mọi người, Thảo muốn dành tình yêu cho tất cả mọi người. Nhưng ngay lúc này đây, Thảo nghĩ đến cha mẹ của mình.
Xin giới thiệu với quý vị, trong sân khấu hôm nay có cha mẹ của tôi, cha Thơi và mẹ Thìn. Con xin mời cô chú có thể đứng lên ạ. Chúng ta xuống cùng với cả Thảo và gia đình. Đây là các cụ thân sinh ra Thảo và gia đình của Thảo thì xin giới thiệu với mọi người là cha mẹ đều là những người làm nông nghiệp rất là vất vả, nhưng nhà lại đông anh em. Nhà Thảo có đến 5 anh em và nuôi được một đứa nên người cũng rất là khó khăn. Và ngày hôm nay đứng trước cha mẹ, Thảo hạnh phúc để hãnh diện về cha mẹ của mình. 5 anh em nhà Thảo đều nên người. Xin được chia sẻ với mọi người. Và thưa bác ạ, thưa hai bác, lúc này thì con sẽ xin hai bác một lời. Con sẽ không có câu hỏi gì cả, mà xin bác có một lời chia sẻ với cái live show ngày hôm nay và với con gái của mình và mọi người ở đây ạ. Xin kính thưa các quý vị khán giả, thì, hai ông bà tôi đây là bố mẹ của cháu Thảo, Phương Thảo đây. Thì, hôm nay ra đây, thì, chúng tôi, hai vợ chồng chúng tôi rất là tự hào với người con gái. Và rất cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã đến đây dự ngày vui của cháu. Và tôi cũng xin thay mặt cho... Cha nói cứ như con đi, con mình đi lấy chồng á. Con mình đi... Ông đã chuẩn bị câu này, tôi nghĩ là 36 năm xin qua rồi. Thay mặt cho 30 thành viên ở trong Nghệ An ra đây, gồm cầu, dì, anh em con cháu của cháu Phương Thảo, là cho tôi gửi lời tới lời chúc sức khỏe toàn thể các vị ở trong hội trường được mạnh khỏe và thành công tốt đẹp. Tuyệt vời ạ. Vâng, cháu biết là chú đã tập cái lời này rất nhiều rồi. Không không không, Thảo cắt lời một tí. Hôm qua đấy thì anh Lê Anh và Mỹ Lan có nói rằng là và đạo diễn chương trình nói là em phải chuẩn bị nói với bố mẹ nếu em muốn giới thiệu cha mẹ của em vào ngày hôm nay, em phải nói trước. Thì Thảo sáng nay cầm điện thoại định gọi. Thế nhưng mà nói thật là nếu như Thảo gọi, Thảo sợ cha mẹ vì sợ phát biểu trước đông người mà không đi nữa. Cho nên hoàn toàn không biết việc việc này bây giờ. Cho nên có một tí hôn trường vào đây là thú vị. Nhưng mà phát biểu cực kỳ chú ý cả khán giả chị Thảo ạ. Vâng. Em thấy lúc mà chị Thảo chia sẻ về mẹ cha, về khó khăn, về năm anh em, rất nhiều khán giả quệt nước mắt. Đến khi bác phát biểu một cái tất cả cười cũng rơi nước mắt luôn. Chúc mừng cho niềm hạnh phúc của hai bác. Chúc mừng cảm cho chị. Quá tuyệt vời. Mời chào một tay nữa thưa quý vị. Vâng. Con mời hai bác tiếp tục ngồi ở đây để thưởng thức chương trình hôm nay. Và ngày hôm nay vừa nãy thì cha có nói rằng là có một đoàn là họ hàng anh chị em tới 30 người từ trong quê ra chúc mừng chị Thảo cho đêm diễn này. Vâng. Thảo xin chuyển tiếng Nghệ An một tí nhé. Dạ. Thưa cha mẹ, thưa tất cả những người con xứ Nghệ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Phần 1 của chương trình cũng là phần có tên là Gái Nghệ. Thảo muốn dành đến chương trình ngày hôm nay và đặc biệt dành cho tất cả người Nghệ sẽ đến với Thảo trong đêm hôm nay. Lúc này để chia sẻ những người quê ở quê ra thì gia đình của Thảo là một đại gia đình lớn thì có 30 người ra. Còn ở đoàn ca múa Nghệ An này, những người bạn của Thảo, đoàn ca múa Nghệ An là... Ngồi ở đâu thế? Đâu ạ? Đâu ạ? Đây chị ở đâu ạ? Đoàn ca múa Nghệ An là những là nơi Thảo đầu tiên chắc duyên cho Thảo để được đi đến với nghệ thuật. Rất đơn giản, họ đến nhà và hỏi Thảo cháu có thích đi học hát để làm ca sĩ không? Và Thảo nói không. Thì ngày hôm sau là lên lớp thì các bạn của trường Nghi Lộc 1 ở đâu rồi? Đó, các bạn học cấp 3 của Thảo thời đấy và nói rằng là sao mày dốt thế? Đấy là cơ hội của mày, mày hãy đi học để làm ca sĩ, để lên TV đấy. Đơn giản như thế và Thảo đang nghĩ là một ngày được lên TV và các bạn của Thảo sẽ tự hào về Thảo và Thảo quyết định lên đường, đi học. Và ngay lúc này thì rất nhớ nhất một kỷ niệm, đó là khi lúc mà Thảo chia tay gia đình, đoàn ca múa Nghệ An họ đón Thảo để đi học, để đi ra Hà Nội học, thì nhà Thảo là ở dưới làng, xe to không vào được. Vì thế cho nên là họ hẹn Thảo đón ở trường, cổng trường cấp 3 Nghi Lộc 1. Và Thảo rất nhớ thầy hiệu trưởng thời bấy giờ là cho các bạn học sinh nghỉ đúng 2 tiết học để chia tay Thảo trước cổng trường. Và
lúc đó thì Vi cứ quấy quân với bạn bè mà quên mất rằng là cha mẹ đang đứng chờ mình ở một góc để tiễn mình lên xe. Và khi xe đến thì Thảo chạy lên xe thì quên mất là cũng không chào cha mẹ luôn. Và ngay lúc này Thảo nhớ nhất đó là hình ảnh của cha. Không biết cha có nhớ không? Cha ôm một cái chăn con công. Cha chạy theo, cha ôm cái vỏ chăn con công lúc đó. Đó là chiếc chăn lành lặn nhất của gia đình lúc bấy giờ. Cha bảo, con ơi, con cầm đi mà đắp cho đỡ lạnh. Cha nhớ không cha? Con rất nhớ cái kỷ niệm đấy. Và ngày hôm nay con đứng ở đây được như thế này, con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm. Bác vừa nói một câu là cha mẹ rất tự hào vì con. Và bây giờ thì chúng tôi nghĩ rằng những đong đầy cảm xúc sẽ tiếp tục được chuyên trở trong con thuyền âm nhạc của ngày hôm nay. Xin quý vị hãy tiễn người lái thuyền này vào trong để chuẩn bị cho phần thứ hai của chúng ta. Vâng. Cho phép Lê Anh và Mỹ Lan đứng đây thêm một chút xíu nữa quý vị ạ. Bởi vì đập vào mắt Lê Anh lúc này là hai chiếc ghế đặc biệt ở đây. Chắc là Mỹ Lan cho phép Lê Anh được nói một chút. Thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên và nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Hai chiếc ghế trang trọng nhất trong khán phòng này với hai bó hoa. Đây hẳn nhiên là một tấm lòng của người học trò, của người tri kỷ trong âm nhạc Phạm Phương Thảo dành đến cho hai người, hai người nghệ sĩ lớn của âm nhạc Việt Nam. Xin quý vị cùng giúp chúng tôi vỗ tay để thể hiện sự đồng cảm với Phương Thảo trong nghĩa cử này. Và thưa quý vị, hai vị trí rất trang trọng cho khán phòng ngày hôm nay cũng là để tưởng nhớ hai vị trí vô cùng quan trọng trong chính trái tim và sự nghiệp của ca sĩ Phạm Phương Thảo. Nghệ sĩ nhân dân Quý Dương là một trong những người thầy đầu tiên của Phạm Phương Thảo tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mà nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Còn thiếu tướng nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên là người đã đồng cảm với Phạm Phương Thảo khi cô ấy mong muốn sẽ cất lên không chỉ là lời hát cho những cảm xúc của người khác mà cất lên những lời hát từ chính trái tim của bản thân mình. Và cũng là người đồng cảm với Phạm Phương Thảo trong những nốt nhạc đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của cô ấy. Và nói đến sự nghiệp sáng tác của Phạm Phương Thảo thì quý vị thấy đấy ạ, ở phần thứ nhất của chúng ta, một bài duy nhất quý vị đã gặp gỡ là chính sáng tác của Phạm Phương Thảo, Gái Nghệ. Bây giờ quý vị có cả một phần hai, cả một phần hai để thưởng thức chương trình tác phẩm của Phạm Phương Thảo. Hãy vỗ tay vì điều đó ạ. Và rất nhiều bất ngờ sẽ đến với quý vị ở phần 2 này khi mà Phương Thảo sẽ trình làng những bài hát đau đáu từ trái tim của mình sáng tác gửi đến quý vị. Và có thể quý vị sẽ thấy một tác giả sáng tác âm nhạc rất vững tay trong một số bài hát. Tôi thú thực với quý vị là anh chị em nghệ sĩ, cả hội đồng nghệ thuật duyệt sáng hôm nay đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Còn bây giờ chúng tôi xin phép dành bất ngờ cho quý vị ở phần 2 này. Một điều cuối cùng mà Lệ Mỹ Lan và Linh muốn chia sẻ đó là các nghệ sĩ khi nhận lời tham gia khách mời của live show này thì đều không hát bài của mình, chỉ hát bài của Thảo mà thôi. Đây là một điều hiếm có trong thực hiện live show âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Và chúng ta chúc mừng Thảo vì điều đó. Và quý vị có thấy rằng một điều nho nhỏ nữa thôi mà Mỹ Lan cùng Lê Anh xin được chia sẻ với quý vị. Bởi vì ngày hôm nay em chúng tôi ra sân khấu á, để chia sẻ với quý vị về cô gái này thì có rất nhiều điều muốn nói. Phần đầu quý vị thấy là Mỹ Lan nói về Thảo là một người con gái đẹp, không những đẹp mà còn tài, không những tài mà còn sắc. Có thể là nhiều khán giả sẽ nói là ô, cô MC này hay nhở, người ta chỉ nói sắc và tài, sao cô ấy lại còn thêm chữ đẹp? Là bởi vì quý vị biết không, cái đẹp đầu tiên đó là cái đẹp ở vẻ bên ngoài, còn chữ sắc cuối cùng không phải là sắc đẹp đơn thuần, mà đó chính là cái sắc sảo trong tư duy, trong suy nghĩ và trong cả cách sống. Những bài hát mà quý vị nghe Phạm Phương Thảo sáng tác do những khách mời biểu diễn trong đêm nay còn hiền hơn rất nhiều so với những câu thơ mà cô ấy đã gửi gắm trong một tác phẩm thơ vừa mới xuất bản. Không biết có quý vị nào biết không ạ? Chắc là nhiều quý vị cũng đã có trong tay tập thơ đó, Đi Hết Xuân Thì. Mà đọc những vần thơ trong ấy thì người ta thấy bao nhiêu cái nỗi chuân chuyên, chìm nổi, bao nhiêu những cái đắng cay pha lẫn hân hoan của người con gái đều gửi gắm. Và trước khi đến với những sáng tác trong phần 2 của Phạm Phương Thảo thì Mỹ Lan và Lê Anh cũng xin được chia sẻ với quý vị một vài câu thơ rất ngắn thôi trong tập thơ Đi Hết Xuân Thì của Phạm Phương Thảo. Duyên em tơ sợi mong manh, xé đi xé lại còn dành phần ai.
duyên em hớt hải sớm mai, thế mà đi đúng về sai mấy mình. Trong thơ, Thảo đã tự hỏi liệu rằng đi đúng về sai mấy mình. Nhưng đêm nay chúng tôi tin Thảo đã không phải mơ một mình nữa. Hãy cùng tiếp nối những giấc mơ ấy của Phạm Phương Thảo, quý vị nhé. Trong cuộc đời chúng ta, mỗi bước chân là một dấu mốc in đậm thành bại, buồn vui. Tôi thấy mình may mắn khi con đường đã qua được nhiều hơn mất. Nếu cất lên tiếng hát là lúc thăng hoa để được đi vào lòng khán giả, thì viết là khi tôi muốn kéo mọi người đến bên mình để nghe tôi kể chuyện đời, chuyện nghề và chuyện của riêng tôi. Viết cho tôi được là mình khi cánh màn nhung khép lại. Đó là lý do tôi muốn dành cả phần 2 của chương trình cho những sáng tác của riêng tôi. Giữa đời núi hồng ngự quê tôi.
quê hương có anh, có người con chung yêu. Mẹ cha có anh mới tròn kiếp làm người. Quê hương có anh trang sử vàng giảm danh, sông làm chắn chiều muôn dòng đục dòng trong tàng vào tim cho phép Đăng Dương thay mặt Tam Ca xin có mấy lời gửi tới quý vị. Hôm nay thì Tam Ca rất là xúc động khi mà có mặt trong chương trình của live show của Phạm Phương Thảo. Thực sự là Đăng Dương cũng như là anh Viên Hoàn cũng như là Trọng Tấn rất là bất ngờ khi mà Tam Ca được mời trong chương trình của Phạm Phương Thảo, tại vì cũng không nghĩ là anh em có thể hát hợp những cái ca khúc của Thảo viết. Nhưng mà khi mà đã nhận những cái tác phẩm của Thảo thì thực sự là cảm nhận thấy là Thảo là một con người rất là sâu sắc, viết rất là hay. Và để nói về Phương Thảo thì Đăng Dương có mấy lời thế này. Phương Thảo thì là một cái người mà trong những cái lớp ca sĩ còn tương đối trẻ thì là một cái người mà ra sản phẩm nhiều nhất. Theo Đăng Dương nghĩ là như vậy. Và những cái sản phẩm của Phương Thảo đều rất là có chất lượng. Đấy là một trong những cái mà Đăng Dương cảm thấy rất là trân trọng sự làm việc của Phạm Phương Thảo. Và ngày hôm nay thì rất là xúc động khi có mặt ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Còn riêng Việt Hoàn cũng xin phép Đăng Dương, Trọng Tấn được chia sẻ như thế này. Với cá nhân Việt Hoàn thì như một người anh của Phương Thảo, bởi vì chính Phương Thảo là người đã trải qua cái cuộc tình duyên hạnh phúc của vợ chồng Việt Hoàn suốt hơn 10 năm qua. Phương Thảo như một người em đã vun vén cho hạnh phúc của ông anh của mình. Và điều đặc biệt trong đêm nhạc Mơ Duyên của Phương Thảo làm cho Việt Hoàn một cái điều bất ngờ. Đó là trước đây thì cứ nghĩ Phương Thảo nó rất là điên như một thằng con trai, nhưng không thể ngờ là qua những cái chia sẻ, qua những tác phẩm mà Phương Thảo viết đầy ắp một cái sự đằm thắm, một nữ tính của những người con gái Nghệ An. Xin được chúc cho đêm nhạc Mơ Duyên thành công. Xin được chúc cho các quý vị có một đêm thưởng thức nghệ thuật thật sâu sắc. Còn bây giờ thì Việt Hoàn và Đăng Dương sẽ nhường lại sân khấu để cho Trọng Tấn cùng Phương Thảo mơ phiêu cùng với các quý vị. Xin cảm ơn anh Việt Hoàn, cảm ơn anh Đăng Dương. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và vừa rồi thì tất cả quý vị vừa nghe một ca khúc mới của Thảo viết, có lẽ là cũng là lần đầu tiên được hát. Một bài hát viết về những chàng trai xứ Nghệ, về quê hương của mình, quê Thảo. Và sau đây thì Trọng Tấn muốn kể đến một giấc mơ duyên nữa của Thảo. Và điều rất là đặc biệt mà khi mà Thảo mời Trọng Tấn diễn trong chương trình này thì cứ nghĩ rằng là sẽ hát những ca khúc quen thuộc cùng với Thảo, hoặc là ba anh em sẽ hát những cái bài quen thuộc. Thế nhưng mà khi rất là bất ngờ khi Thảo đưa ra những cái ca khúc của mình, và ngay sau đây là một ca khúc cũng như vậy. Bài hát vừa rồi là về xứ Nghệ, và bài hát này rất đặc biệt là Thảo có chia sẻ là em đi qua Thanh Hóa nhiều lần, quê của anh nhiều lần, em cảm thấy rất nhiều những thứ văn hóa của quê hương anh, và em có viết ca khúc này, em nghĩ đến anh và em muốn anh hãy thay em gửi đến quý vị trong cái đêm mưa duyên của em, và rất là xúc động. Ca khúc Ơi Cầu Hát Dù Ta xin được gửi đến tất cả quý vị ngay sau đây. Thank you.
chiều xem bà cười. Xuống biển đất Lam Sơn thành thành lòng mà xa con người chờ thêm sao xuyến lòng ta. Ai qua làm kinh, ai xuôi hòn trong mai, ai lên hàm rồng nghe sông Mã reo ca. Ai xa quê hương, ai chưa từng đến, ai theo dệt gấm vóc xứ Thanh bao đời liền oanh. Nghe câu hát cô ta nhớ mà về, đây văn hóa Đông Sơn vẽ vang ngàn đời, ôi mảnh đất linh thiêng chứa chan tình người, về mà nghe ân tình từ những tính xưa. Cảm ơn ca sĩ Trọng Tấn. Một tràng vỗ tay nữa được không thưa quý vị? Cảm ơn anh Tấn rất nhiều. Thưa quý vị, vừa nãy thì nam ca sĩ Trọng Tấn có chia sẻ với quý vị rằng đây là lần đầu tiên mà anh Tấn hát bài này.
bài hát nhạc sĩ Phạm Phương Thảo, bây giờ phải gọi là nhạc sĩ ha, đã viết về mảnh đất quê hương của mình, đó chính là Thanh Hóa. Và quý vị biết không, cách đây một ít lâu, trong một bài phỏng vấn của ca sĩ Trọng Tấn về Phạm Phương Thảo, thì Lan rất là nhớ một câu mà anh Tấn nhận xét về cô ca sĩ ấy là Phạm Phương Thảo là một người phụ nữ quá bí hiểm. Bây giờ thì sau khi đã hát bài của Phạm Phương Thảo này, và trong suốt mấy tháng vừa qua nhận bài, vỡ bài, tập bài, luyện cùng Phạm Phương Thảo với hai bài tam ca và một bài đơn ca, anh Tấn thấy là Phạm Phương Thảo đã đỡ bí hiểm hơn chưa anh? Rất bí hiểm. Càng bí hiểm hơn đúng không ạ? Bí hiểm hơn. Vì càng ngày thì càng thấy cô ấy nhiều thứ, quá nhiều thứ ở bên trong. Có lẽ là quý vị xem từ đầu đến giờ thì cũng thấy một cái sự bất ngờ thực sự về Thảo rồi. Vì có lẽ là như Thảo chia sẻ là đến ca hát đến tận bây giờ mới có một cái live show cho mình. Đương nhiên là có rất nhiều những sản phẩm rồi, đĩa CD rồi MV Thảo ra nhiều lắm. Nhưng mà cũng đa phần là những cái bài quen thuộc của các nhạc sĩ khác. Và trong cái thời gian gần đây thì mới thấy rằng là Thảo như một ngọn núi lửa. Sao lại nhiều năng lượng đến thế? Nhiều năng lượng để yêu như thế, yêu nhiều thế, và nhiều duyên để mơ thế. Cho nên là Tấn mới thực sự là cũng khi mà bắt đầu Thảo mời thì cũng mới giật mình là thấy cô quá nhiều thứ bí hiểm bên trong, bí ẩn ở bên trong, có rất là nhiều đáp án. Và cũng có rất là nhiều những cái có thể nói rằng là đáng để nể, là những người anh đi trước trong nghề, nhưng rất nể những gì mà Thảo đã làm và đã làm được. Những cái ca khúc vừa rồi quý vị nghe mới bắt đầu những cái chuỗi ca khúc mà Thảo viết thôi, thì những cũng đã là những cái hình hài của những ca khúc rất chuyên nghiệp. Và những cái điều mà Thảo mơ, Thảo đã viết thì Tấn nghĩ rằng là sẽ còn đóng góp được nhiều nữa những ca khúc hay cho nền âm nhạc nữa. Và hy vọng rằng là cô ấy vẫn giữ được cái năng lượng như thế này để ra được nhiều cái điều khủng khiếp hơn nữa. Bây giờ thì một câu ngắn thôi là anh hát bài của rất nhiều nhạc sĩ rồi, ngày hôm nay hát bài hát của một nhạc sĩ, ca sĩ thì có gì khác không anh? Thảo cũng tương đối khó tính. Thực ra là khi mà đưa bài rồi tập kỹ lắm, hát mẫu rồi anh ơi, từng bài, từng chữ, từng cái giai điệu em đã hát mẫu rồi. Và anh đương nhiên là anh hát theo cái cảm nhận của anh, nhưng mà anh giữ nguyên tất cả những cái mà em đã gọi là em đã gieo cái duyên cho âm nhạc. Và Tấn cũng rất là trân trọng những cái điều đó. Đó là những cái gì đã rút ruột của con tằm nhà tơ rồi. Cho nên là khó tính. Và khó tính lắm khó, đúng không ạ? Đúng rồi. Đã viết khó lại còn tập khó. Như cái bài vừa rồi quý vị nghe đấy, quãng rất thấp, rất cao và cũng nhiều chất liệu ở trong đó. Nhưng thật sự là rất hay. Thử thách ca sĩ ghê gớm đúng không ạ? Thế thì em hỏi nhá, lần sau nếu mà Phạm Phương Thảo ví dụ lại tổ chức tiếp tục live show, lại gửi gắm bài hát cho anh có nhận được không anh? Sau một chàng dài những cái khó như thế. Nhận chứ, nhưng mà nâng kinh phí lên. Không biết là trong phòng bên kia là chị Thảo có nghe thấy không? Đấy, em sẽ ghi nhớ câu này của anh nha, chút xíu nữa vào mic chị Thảo. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay nữa để cảm ơn ca sĩ Trọng Tấn. Cảm ơn anh rất nhiều. Quý vị thân mến, vừa rồi là những ca khúc đầu tiên với danh nghĩa là nhạc sĩ tác giả Phạm Phương Thảo. Còn bây giờ đây thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo đầy chất tự sự và những nỗi khắc khoải của một người đàn bà chân chuyên. Ngoài kia đầy giông bão, em lấy gì che thân, lấy gì che miệng đời. Những câu hỏi đặt ra đấy, nhưng chưa chắc đã cần có một câu trả lời. Bởi đôi khi người đàn bà ấy đã tự vẽ nên câu trả lời cho chính mình. Cái nỗi khắc khoải ấy như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng chào đón trên sân khấu một giọng hát cũng vô cùng nồng nàn, quyến rũ và trữ tình. Xin giới thiệu Nguyễn Ngọc Anh cùng Mong Manh Em.
chén xanh bay ngược vào tay anh, chẳng giữ giúp còn đành sẽ thêm cho nát nữa. Yếm này dù đã xanh vẫn đủ chặn gió mưa, đôi tay anh lạnh lặng mà chẳng
sông dài, sông chảy miệt mài, mơ duyên còn mãi. Ôi à, em thả buồn riêng, mắt môi nhung huyền, sông chờ muộn phiền trôi đi chờ. Em sẽ
xót xa. Ngả vào yêu thương nên tim rộn ràng, giữa đời tất tà mà con bình yên. Chiều vàng mây trôi, mẹ nhìn xa xôi. Thương ơi lòng mẹ như non, một đời lo con sao cho không tròn. Mẹ ơi, mẹ ơi, biết là phụng dạy lắm lắm, nhưng sợ mẹ già con chẳng muốn lớn. Con không muốn lớn, sợ mẹ sẽ sao lỡ hoang sụn xuống. Tuổi thân con thơ, thương ơi mẹ và hát nghêu ngao
và sinh ra tôi nơi đây. Chiều nay tôi về nằm trên thuyền đê, lặng lẽ gió kể chuyện tôi ngày thơ. Theo gánh lúa đường làng quê tôi,
hương rơm rạ thơm thơm mùi nang. Hát đồng dao khi trong nương sắn củ khoai làng mình. Hát đồng dao đi ra giếng nước tìm mái đầu đình. Hát đồng dao cô em áo ướt ngựa mình ra phơi. Hát đồng dao ai kia hững hờ yếm bay ngược gió. Hát đồng dao thon thon lưng ngựa đi. Cảm ơn và cho phép Lê Anh được níu chị Thanh Lam vào lại sân khấu một chút xíu ạ. Phải nói thật là một bản hòa tấu tuyệt vời giữa nghệ sĩ solo hát là Thanh Lam, Tam Ca, Đồng Dao, Pha Lê, Thúy Anh, đàn nhị và các nghệ sĩ chơi nhạc. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Tuyệt vời. Cái bất ngờ của chúng ta nằm ở tác giả âm nhạc đã đành rồi. Cho phép Lê Anh hỏi chị Thanh Lam là người nghệ sĩ khách mời mà lạ nhất đêm hôm nay đối với cái live show của Phương Thảo, mời chị bước lên đây cùng với Lê Anh, thì chắc chắn là chị rồi. Mọi người đều rất tò mò là Thanh Lam sẽ hát gì ở đêm nhạc của Phương Thảo. Cho nên em muốn hỏi chị một câu giản dị thôi, vì sao chị nhận lời? Nhưng mà hỏi là giọng hát lạ nhất là gì? Ý là có lẽ mọi người thấy là cái cách hát rồi là cái giọng hát chị theo đuổi chưa chắc đã hợp với những bài hay là phong cách của Thảo chẳng hạn. Đấy, một cái suy nghĩ như thế thông thường. Vâng. Thế quý vị khán giả thấy Thanh Lam hát là hai bài của Phương Thảo có được không ạ? Vâng, thế câu hỏi của mình là gì? Em muốn hỏi lại là chị là thôi không hỏi nữa. Bởi vì rõ ràng là chị Lam đã tự trả lời bằng bài hát của mình rồi. Dạ. Nhưng hôm nay chính cái sự trả lời của chị Lam bằng bài hát ấy cho thấy là Thảo đã có một cái sức sáng tác khác với những gì mà Thảo hát bài hát của người khác trong thời gian vừa qua. Và thôi thì em không hỏi câu hỏi nữa, thì em sẽ hỏi một câu mới. Đó là người ta vẫn nói rằng nghệ sĩ thì có cái điên. Vâng, có cái điên. Và chị đánh giá hay nhìn nhận thế nào về cô đàn em Phương Thảo của mình? Thanh Lam thì thấy rằng là Phương Thảo cũng rất là điên. Vì nếu không điên thì sẽ không viết được những cái hát cô gái ngửa mình ra phơi. Một cái câu hát rất là lãng mạn. Và Thanh Lam nghĩ rằng là Thanh Lam rất là vui và rất là hồi hộp vì lần đầu tiên được hát trong live show lần đầu tiên của Phương Thảo với hai tác phẩm mới nhất mà đã điên cùng quý vị khán giả hôm nay. Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều. Và hôm nay thì Thanh Lam đã cũng gọi là như chị vừa nói là đã cùng điên với cả những bài hát của Phương Thảo trong một cái khoảnh khắc ngắn thôi. Và tôi đã thấy rằng tất cả mọi người đã có một cái cảm giác rất là choáng ngợp. Xin cảm ơn ca sĩ Thanh Lam một lần nữa. Vâng, xin cảm ơn. Và xin nhường sân khấu lại cho Phương Thảo. Yes. Vâng thưa quý vị, và bây giờ quý vị hãy cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt và Linh xin phép không giới thiệu, quý vị tự thưởng thức nha. Xin mời. Thank you.
Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ. Quý vị thấy tác phẩm này thế nào ạ? Quá hay đúng không ạ? Một bầu không khí âm nhạc khác hẳn những tác phẩm mà trước đó Phạm Phương Thảo đã thể hiện. Và Mỹ Lan xin được giới thiệu thêm với quý vị về ca khúc này. Chàng Vinh Quy là một trong ba dự án lớn mà Phạm Phương Thảo đã lựa chọn để kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Bên cạnh live show Mơ Duyên và tập thơ Đi Hết Xuân thì MV Chàng Vinh Quy đã được đầu tư một cách cực kỳ bài bản và công phu. Và thêm một điều đặc biệt nữa là ca khúc này
cách đây 2 tháng thôi thưa quý vị, thì đã đạt được huy chương vàng tại hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, và lễ trao giải mới được diễn ra từ 31 tháng 8 vừa rồi. Huy chương vàng đó là một sự ghi nhận không chỉ của khán giả mà còn của giới chuyên môn đối với tác giả trẻ Phạm Phương Thảo. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Phương Thảo vì điều này. Ngày hôm nay từ nãy khi mà Lê Anh và Mỹ Lan có cơ hội đứng đây thì đã gặp gỡ được rất rất nhiều các gương mặt anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè của giới nghệ sĩ. Lan tin rằng ngày hôm nay Phạm Phương Thảo vô cùng hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn nữa bởi vì bên cạnh đó còn có những người bạn, người thầy, những người tâm giao tri kỷ lớn của Phạm Phương Thảo cũng đến dự và chia vui cùng với cô trong một đêm mơ duyên rất đặc biệt như thế này. Ở đây có 2 nghệ sĩ lớn, em chưa kịp đến, chưa kịp hỏi ai đã chỉ sang nhau. Cô yên tâm là ai con cũng hỏi. Thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy ạ. Dạ. Quý vị thân mến, nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy là người thầy trực tiếp giảng dạy cho Phương Thảo tại trường sau bước chân của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương tại cấp đại học. Và cô Thủy ơi, con nghe thiên hạ đồn là Phạm Phương Thảo sáng tác, biểu diễn, hát duyên dáng nhẹ nhàng, quyến rũ thế thôi, nhưng hình như ngày xưa cũng nghịch lắm đúng không? Mà con còn nghe đồn là hình như cô cũng là người mà đứng ra phải bảo vệ, và không dưới vài lần gì đó là phải cam đoan giữ lại Phạm Phương Thảo thì mới tránh cho Thảo không bị kỷ luật và bị out khỏi trường. Thông tin này hôm nay mới được tiết lộ đấy quý vị ạ. Câu chuyện đó như thế nào hả cô? Câu chuyện đó thì nên bí mật. Nhưng mà nói với các bạn là Thảo cũng như là tất cả các bạn học sinh, tôi nghĩ là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Và Thảo cũng là một trong những trường hợp gọi là tương đối cá biệt. Đó là cái cá tính, có lẽ là cái cá tính từ khi Thảo học cho đến bây giờ thì không thay đổi. Đấy, trong sáng tác âm nhạc cũng như là trong cái tiếng hát của Phương Thảo, là người nghệ sĩ nếu mà không cá tính thì tôi nghĩ rằng là không có cái cá tính thì rất khó để mà có thể là đứng độc lập một mình. Có những cái vui buồn hoặc là có những hạnh phúc, có những khổ đau, và chính những cái điều đấy làm nên, có thể làm nên một Phạm Phương Thảo đến bây giờ mà chúng ta được nghe. Nói ra câu chuyện đấy để quý vị thấy rằng để có một Phạm Phương Thảo như ngày hôm nay là sự đồng hành, trợ giúp, yêu thương của rất rất nhiều các thầy cô giáo và những người bạn lớn giống như nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy. Và con xin hỏi cô một câu nữa ạ. Bây giờ cô thấy là ngày xưa cô dạy thanh nhạc cho chị Thảo, mà hôm nay thì chị Thảo lại trình làng rất là nhiều sáng tác của mình, lại thậm chí là mang sáng tác đấy đến một hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc. Cô thấy là cái cô học trò ngày xưa của mình có liều và điên quá không cô? Rất khó để có những bạn mà có những cái tư duy sáng tác và hoặc là có những cái sự nổi loạn như Thảo. Không phải ca sĩ nào học làm, thường thường các bạn học nghề thì ra để làm một ca sĩ đơn thuần. Nhưng mà trong mỗi một bạn đều có những chỗ đứng riêng của mình và có những khán giả riêng của mình. Nhưng những bạn mà gọi là những trường hợp cá biệt như Phương Thảo thì tôi nghĩ là trong ca sĩ không phải là có nhiều. Và đấy là một cái mà tích góp trong tâm hồn của bạn từ những khi mà từ những cái tuổi còn thơ bé, rồi là những cái trải nghiệm trong gia đình, trong đời sống, khi mà từ ở quê hương cho đến khi ra thì ở Phương Thảo đã tích góp trong tâm hồn của mình rất là nhiều những cái trải nghiệm, và những cái trải nghiệm đó đã được Thảo được thốt lên bằng những cái sản phẩm, bằng thơ, bằng văn và bây giờ là bằng sáng tác. Và cái điều đó là đơn giản là chúng tôi ngồi xem như là một khán giả, không phải thấy là người học trò của mình như thế nào, một người khán giả rất là ngưỡng mộ. Nếu mà một người đồng nghiệp thì thấy rằng là đấy là một những bạn mà có một cái cuộc cách mạng đối với sự nghiệp của mình. Và cái điều đó không phải là ai cũng làm được, kể cả chúng tôi. Và điều đó rất là đáng trân trọng và đáng khâm phục. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy rất nhiều ạ. Bây giờ là đến lượt cô. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chào đón nghệ sĩ nhân dân Thu Huyền ạ. Dạ. Dạ. Dạ, con chào cô. Từ nãy đến giờ cô cứ tránh Mỹ Lan mãi, cô bảo đừng có hỏi cô, nhưng cô càng tránh con lại càng phải hỏi. Dạ, là bởi vì cô biết không, chị Thảo có tâm sự với con là cô là một người thần tượng cực kỳ lớn của chị Thảo.
và là một trong những tấm gương và động lực để chị Thảo đi theo con đường âm nhạc và đến với dân gian. Trước tiên thì cho phép Thu Hiền được kính chào quý vị khán giả. Thực sự là hôm nay Thu Hiền rất là hồi hộp mà còn lo hơn cả biểu diễn, bởi vì chưa bao giờ được làm khán giả cả. Và hôm nay tôi được làm khán giả đích thực để được ngồi xem và được cảm nhận cùng với tất cả quý vị khán giả. Bởi vì tôi tuy không phải là người con xứ Nghệ, nhưng tôi yêu xứ Nghệ vô cùng. Và tôi đã hát những bài hát bằng tất cả trái tim của người đã yêu quê hương xứ Nghệ. Và hôm nay tôi lại được đến đây để thấy những cái người đồng nghiệp của mình, có người tri kỷ của mình. Và tôi cũng không biết nói gì nhiều hơn. Nhưng đối với Phạm Phương Thảo, chúng tôi đã có những cái gắn bó nó từ cách đây mấy chục năm, khi tôi đã là một người đi cùng với anh An Thuyên đi chấm thi và nhìn thấy Phương Thảo có những tố chất. Và tôi đặc biệt, tôi yêu, bởi vì tôi yêu xứ Nghệ cho nên tôi yêu Phương Thảo. Nó có một cái gì đó nó rất mạnh mẽ mà rất ý chí, và tôi tin chắc rằng Phương Thảo sẽ tỏa sáng. Và tôi nghĩ rằng là Thảo có một cái cá tính rất mạnh và tôi thì lại hơi mềm, cho nên tôi nghĩ rằng Thảo đã làm được tất cả những cái điều mà các quý vị khán giả đã cảm nhận được, thấy ý chí của người ca sĩ của xứ Nghệ. Thì tôi muốn là đúng, và tôi cũng thấy rằng là sắc như dao mà cũng mềm như lụa. Và tôi chơi với Phương Thảo, tuy là hai cá tính thì không là giống nhau, nhưng mà tôi thì tôi cứ muốn truyền cho Thảo lửa, mà Thảo để truyền lại cho tôi cái mạnh mẽ. Thế thì chúng tôi chơi với nhau, và đôi khi cái tình cảm của tôi đối với Thảo đôi khi là một người mẹ, một người chị và là một người bạn. Thế hôm nay thì tôi cũng rất là xúc động, và tôi cảm nhận được là một cái người cũng là thần tượng. Và tôi thấy đây là một cái thế hệ và cũng là một cái biểu tượng cho một cái dòng. Tôi tự hào cái dòng mà chúng tôi đã đi, và có những thế hệ. Mà hôm nay tôi xem tất cả các ngôi sao, các nghệ sĩ đã tỏa sáng trên sân khấu, trên cái bầu trời của âm nhạc nghệ thuật đấy, thì mỗi người đều có mang một cái phong cách riêng. Nhưng mà tôi rất đặc biệt là tôi rất khâm phục và tôi rất yêu Phương Thảo. Tôi chúc cho Phương Thảo giữ được mãi cái sự mạnh mẽ này, và cũng được hạnh phúc như là em mơ duyên. Xin cảm ơn quý vị khán giả. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Con tin rằng ngày hôm nay khi nói những lời nói này, tại sao cô Hiền lại dành nhiều cái tình cảm và cái sức nặng trong lời nói như vậy? Đó cũng chính là những tình cảm mà cô đã dành cho Phạm Phương Thảo trong suốt thời gian vừa qua. Giống như cô nói, khi cần là mẹ sẽ là mẹ, khi cần một người chị sẽ là chị, khi cần một người bạn sẽ là bạn. Vậy Mỹ Lan tin chắc trong khán phòng ngày hôm nay cũng có rất nhiều những người thân thiết và yêu mến Phạm Phương Thảo như thế, để tiếp lửa cho cô ấy, để cô ấy giống như nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền vừa nói, mãi mãi được hạnh phúc cho riêng mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng trở lại sân khấu. Son một thuở
ai đã ra vô qua đất Ninh Bình, lặng mà nghe sông núi reo vang tràng an, trong câu hát em ca trên đất quê mình, lặng mà nghe mây nước reo vang tràng an. Đây cõi thiên tiên hay chốn hồng trần, mà từng đoàn quân đinh lê lý giữ trời tràng an. Thì xưa mênh mang sông nước ân tình, thuyền tiền nhân thấp thoáng phiêu du tràng an. Kìa sông trong lòng núi, kìa núi trong lòng người, người trong lòng tôi một trời tràng an. Nàng thơ của đất, nàng thơ của trời, sẽ duyên người với người về nơi đây. Mà nghe sông núi reo vang tràng an, trong câu hát em ca trên đất quê mình, lặng mà nghe mây nước reo vang tràng an. Đây cõi thiên tiên hay chốn hồng trần, mà từng đoàn quân đinh lê lý giữ trời tràng an. Khi xưa mênh mang sông nước ngân tình, thuyền tiền nhân thấp thoáng phiêu du tràng an. Kìa sông trong lòng núi, kìa núi trong lòng người, người trong lòng tôi một trời tràng an. Nàng thơ của đất, nàng thơ của trời, sẽ duyên người với người về nơi đây. Quý vị, và đó là Phiêu Diêu Tràng An với Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn. Xin cảm ơn ba nghệ sĩ. Và thưa quý vị, chúng ta đã khép lại phần thứ hai của chương trình hôm nay, phần tác phẩm của ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Phương Thảo. Bây giờ Lê Anh và Mỹ Lan xin mời quý vị bước sang phần cuối cùng của đêm ngày hôm nay, một phần nhỏ thôi nhưng đầy chan chứa tình cảm, Hoan Ca. Thưa quý vị, có lắng nghe thật kỹ những ca từ mà Thảo viết, có thấm những vần thơ mà Thảo gieo, thì mới thấy rằng quãng đường đã đi qua của Phạm Phương Thảo thật quá đỗi chân chuyên. Thế nhưng con người ta kỳ lạ lắm, quá nhiều khổ đau sẽ tự biết chắt chiu hạnh phúc, quá nhiều nước mắt sẽ biết tự vẽ nụ cười. Và đến lúc này thì tôi tin rất nhiều quý ông và nhiều quý vị khán giả có thể nhận thấy rằng ẩn đằng sau một người phụ nữ tự nhận mình ngông, mình điên là một trái tim đa sầu đa cảm. Và tự ẩn đằng sau một sự mạnh mẽ, quyết đoán, đầy ý chí ấy, hẳn nhiên cũng có một sự yếu đuối của người đàn bà, đích thực. Và thưa quý vị, những mối duyên trong cuộc đời đã tạo nên những hoan ca đầy bất ngờ, để rồi chính những hoan ca ấy sẽ được ngân lên thành mạch sống, thành những cảm xúc dâng tràn. Nếu cõi nhân sinh là vô thường, thì chữ duyên là cái cớ hoàn hảo để tôi được gặp những người làm nên một Phương Thảo của ngày hôm nay. Thank you.
Xin được ơn cha mẹ đã sinh ra con trong cuộc đời này, cho con một hình hài, một giọng hát, một trái tim, và hun đúc trong con một tấm lòng để ngày hôm nay được đứng ở đây biết nói lời tri ân. Kính ơn tổ nghiệp đã chọn con là một bông hoa trong vườn hoa người chăm bón. Cảm ơn thầy, nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, người đã là bạn khi con hoang mang nhất về khái niệm thanh nhạc, đã chuyển cho con lòng nhân hậu và bao dung để con biết làm người, làm nghề, đã dành tặng con chiếc áo dài đầu tiên để con hiểu bước lên sân khấu là phải đẹp. Cảm ơn người bạn tri kỷ, nhạc sĩ An Thuyên, người đã luôn ở bên khi thuyền đời con gặp sóng to, gió lớn. Người dạy con những điều tưởng chừng giản dị, mộc mạc nhất, nhưng chính từ nó, con biết trân quý hơn bản thân mình. Người luôn đưa con lên tận mây xanh và cũng biết đặt con xuống đất để con hiểu làm người nghệ sĩ thì phải nếm đủ vị cuộc đời mới nồng nàn và sâu cay. Cảm ơn đã truyền lửa để thắp sáng trí tuệ trong con khi con tập sáng tác. Cảm ơn vì đã là tấm gương cho con biết giữ khán giả bằng chữ tình. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị khán giả, những người đồng hành tuyệt vời nhất của nghệ sĩ chúng tôi. Lời cảm ơn sẽ chẳng đủ để tri ân tới mọi người đã đi bên Phương Thảo suốt 20 năm. Nhưng ngày hôm nay, tôi vẫn muốn nói, xin được biết ơn tất cả. Ta lại nhớ rừng nên chi giữa đông
gió ngàn bay về tìm mầm vang trong vỏ. Ai đi xa mô đó biết có như lấy đường về, đường Đông Lộc, đường Thế Giao, rồi đường Hồng Lam đeo ngang linh cảm cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận giặc điên cuồng. Lặng
mẹ kể ngày xưa, chưa dám dám còn các nắng trưa quang biên. Như những con thói ruột ngày đường
cùng ngân nga với Mơ Duyên trong những khoảnh khắc cuối cùng của live show ngày hôm nay cùng với Phạm Phương Thảo. Thưa quý vị, giấc mơ duyên ngày hôm nay sắp khép lại, nhưng chúng tôi tin rằng cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, Phạm Phương Thảo sẽ cùng với tất cả quý vị, những ai đã dành những tình cảm cho Thảo có mặt tại đây đêm nay, cùng viết lên thật nhiều giấc mơ nữa của mình. Vâng, và ngay lúc này Thảo đã cảm thấy mình thực sự quá hạnh phúc, quá trọn vẹn. Mẹ, xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Huyền Lâm, là người vợ của nhạc sĩ An Thuyên ạ. Xin mời cô Hà Thủy ạ. Dạ, con mời hai bác cứ nán lại sân khấu ạ. Con mời. Ngay lúc này đây, Thảo thì xin nói một điều nữa thôi. Thảo thực sự quá hạnh phúc và cảm thấy sâu lắng vô cùng, trọn vẹn vô cùng, nghẹn ngào vô cùng, nhưng vẫn tham lam muốn nói thêm một điều nữa. Thảo mong tất cả những chữ duyên đến với Thảo ngày hôm nay, cũng như là những chữ duyên đã qua, những chữ duyên lỡ đâu mà Thảo đã đánh rơi ở đâu đó, những chữ duyên mà Thảo đã chưa phải, và những chữ duyên ở những con đường phía trước rồi sẽ gặp nhau, sẽ đi cùng Thảo đến cuối con đường. Xin cảm ơn nhiều lắm. Và chúng tôi ngay bây giờ cũng xin được mời ra sân khấu cho giây phút cực kỳ xúc động này những người đã đồng hành mơ duyên cùng Phạm Phương Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Giang, giám đốc sản xuất Ngọc Trâm, giám đốc âm nhạc Thanh Phương, đạo diễn âm nhạc Lưu Hà An, biên đạo múa Trần Ly Ly, biên đạo múa Phương Linh, mỹ thuật Hiệp Văn, âm thanh Thanh Hải, ánh sáng Long Lighting, đơn vị sản xuất công ty Vàng Son Một Thủa, cùng tập thể các nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ Trọng Tấn Việt Hoàn, nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thu Hằng, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, đoàn dân ca Ví Dặm. Và đặc biệt hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn dành cho ban nhạc Thanh Phương và Lưu Hà An. Xin mời tất cả mọi người cùng ra sân khấu lúc này để đón nhận tình cảm từ Phạm Phương Thảo gửi đến những người đã cùng mơ duyên với nghệ sĩ cho đêm ngày hôm nay. Và tới đâu? Vâng, và ngay lúc này Thảo rất mong cảm ơn mọi người vẫn còn ngồi lại để Thảo xin phép được dành những bó hoa tươi thắm nhất và cũng là tấm lòng của Thảo. Nếu không có họ sẽ không có một mơ duyên trọn vẹn như ngày hôm nay. Ekip của chúng tôi tất cả ở đây, hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn nào. Cảm ơn nhiều lắm. Trên yên ngựa kia ôi hùng chàng trai xưa, về mãi lạy cha thăm mẹ già. Nhiều những bó hoa chúc mừng, rất nhiều những cái ôm, những nụ hôn thắm thiết gửi tới Phạm Phương Thảo trong buổi tối ngày hôm nay. Giấc mơ duyên ấy đã trở thành sự thật với tất cả niềm tin, tình yêu dành tới cho cô ca sĩ tác giả Phạm Phương Thảo. Ca tình mạnh mẽ của 20 năm về trước và ngày hôm nay càng bùng tỏa tài năng trên sân khấu này. Yeah.
nhiên này đến ngạc nhiên khác, cũng là một sự rất mới. Rất ngắn gọn và tuyệt vời, sâu sắc, dịu dàng, đáng động. Theo những cảm nghĩ của tôi thì không có một sai sót gì, thật rất là tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc khi được dự live show như thế này. Cả những chữ duyên đến với Thảo ngày hôm nay, cũng như là những chữ duyên đã qua, những chữ duyên lỡ đâu mà Thảo đã đánh rơi ở đâu đó, những chữ duyên mà Thảo đã chưa phải, và những chữ duyên ở những con đường phía trước rồi sẽ gặp nhau, sẽ đi cùng Thảo đến cuối con đường. Xin cảm ơn nhiều lắm.